Trận đấu đã bắt đầu. Đây là trận đấu có sự có mặt của hai trong số những thủ môn hay nhất. Đánh đầu. Bóng đi sát sao cột dọc. Cú dứt điểm rất nguy hiểm. Casemiro. Toni Kroos. Gareth Bale. Những pha đánh chặn rất tốt. Pha cản bóng rất tốt, nguy hiểm đã bị chặn đứng. Marcelo. Pha chuyền bóng hơi ẩu. Xử lý rất tự tin. Pha cản phá dứt khoát. Tôi phải nói rằng khi nhìn quanh các khán đài, tôi cảm thấy tuyệt vời khi thấy được sự nhiệt tình mà khán giả dành cho cả hai đội. Hãy lắng nghe tiếng hát của các khán đài, thật là tuyệt diệu. Thật đáng kinh ngạc, đó chính là những điều kỳ diệu mà bóng đá mang đến cho chúng ta. Không được. Benzema. Vinicius. Những pha đánh chặn rất tốt. Toni Kroos. Gareth Bale. Casemiro. Dani Ceballos. Và đó là một đường chuyền hỏng. Đang có một dàn cầu thủ đồng đều. Thi đấu rất tinh quái và được dẫn dắt bởi một nhà cầm quân khi gọi là cầu thủ cũng nổi tiếng tinh quái. Dứt điểm. Toni Kroos. Lucas Vázquez. Đường chuyền không tốt nên đã bị cản phá. Pha đi bóng rất quyết tâm. Và đá phạt góc. Một pha treo bóng vào trong. Đó là một đường chuyền hỏng. Karim Benzema. Phản công. Làm gì nào? Không thành công. Ý đồ rất tốt. Sẽ có 2 phút bù giờ. Xoay sở rất khéo. Trọng tài kia. Dứt điểm. Trọng tài đã nổi còi kết thúc một trận đấu. Quý vị và các bạn thân mến, đúng vậy, thì trọng tài cho nát. Chúng ta cùng đến với những trận vị chính của hiệp 2. Trong hiệp 1 của trận đấu, cả hai bên đã chứng tỏ trình độ rất cao. Một pha xử lý rất thoải mái. Bóng đã được phá lên. Đó là một pha chặt bóng đỉnh cao. Marcelo. Dani Ceballos. Một cái. Đánh đầu. Tình huống không nguy hiểm. Bóng đi nhẹ và đúng vị trí của thủ môn. Họ đoạt bóng rất hay. Pha lấy bóng thành công. Trong bóng đá, không có trường phái nào là tối ưu và không thể thống trị mãi mãi. Các trường phái bóng đá cũng giống như mốt thời trang, quay đi rồi lại quay lại, cho dù có những biến đổi đôi chút. Rất tiếc là bóng đi chênh cầu môn. Bóng đã chuyển sang cho đội đối phương. Alisson. Một pha xử lý rất thoải mái. Đây sẽ là một cơ hội xuất hiện. Và dứt điểm đưa bóng đi lên trời. Đáng tiếc là bóng đi ra ngoài. Marcelo.
Dani Ceballos. Casemiro. Benzema. Và họ đang phối hợp với nhau rất đẹp. Goal! Một bàn thắng quá tuyệt vời. Cách biệt đang là một bàn. Đây là lúc mà họ sẽ phải chủ động tạo ra sự áp đặt. Cần phải có một số lượng người đủ đảm bảo để bảo toàn cách biệt tối thiểu. Pha cắt bóng rất tỉnh táo. Xử lý rất tự tin. Pha cắt bóng rất kinh nghiệm. Vẫn còn. Cú đá rất mạnh. Đây là một pha phối hợp của Nét. Một đôi. Gắn pha rất đúng lúc. Benzema. Xoay trở rất khéo. Ý đồ rất tốt. Ý đồ rất tốt. Và như vậy là trọng tài đã nổi tiếng ngoài bán cuộc của trận đấu. Một trận đấu rất hay, cuốn hút. Cả hai bên đều đã chứng tỏ khả năng của mình vượt qua đối phương trận đấu ngày hôm nay. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây xin mời quý vị trở lại với trường quay của Đài Truyền Việt Nam để theo dõi buổi bình luận sau trận đấu.